Nếu bây giờ anh em muốn mua cái sản phẩm để quay video, quay vlog hàng ngày thì mình nghĩ DJI Osmo Pocket 3 là một trong những cái sản phẩm rất phù hợp đối với nhiều đối tượng khách hàng sử dụng. Mình đang quay cái video này bằng chính cái chiếc DJI Osmo Pocket 3 luôn, và mình recap lại tự bản thân mình thông qua cái app DJI Memo ở trên điện thoại. Anh em có thể thấy ở đây ha. Cảm ơn VidShop đã cho Tinh Tế mượn cái sản phẩm này để làm bài trên tay, chia sẻ trải nghiệm. Anh em nào muốn mua những sản phẩm DJI Osmo Pocket 3 hay là Osmo Pocket 3 Combo thì có thể tìm tới VidShop ha. Có thể đây là một trong những cái bài chia sẻ chậm nhất để gửi tới anh em về cái sản phẩm cực kỳ hot này. Mình thấy có rất là nhiều bên đánh giá chi tiết về nó rồi, nhưng mà mình có một trải nghiệm hoàn toàn khác đối với cái chiếc Osmo Pocket 3 này. Không phải là vì nó không ngon, bản thân nó là một trong những cái sản phẩm tốt, nhưng mà mình thấy nhiều anh em thần tượng nó quá. Nó thực sự tốt, và bản thân Tinh Tế cũng đang sở hữu ba cái chiếc Osmo Pocket 3. Nhưng mà mình đã trải nghiệm cái chiếc Osmo Pocket 3 này khi mình quay video làm sản phẩm, quay video cho kênh YouTube của Tinh Tế, và mình có những cái góc nhìn nó khá là khác biệt so với những người mà thuần quay làm vlog. Cho nên là mình sẽ chia sẻ với anh em điều đó trong cái video này. Đầu tiên mình sẽ nói về Active Track ha. Active Track là một trong những tính năng cực kỳ tuyệt vời, nhưng mà mình đã có những trải nghiệm đầu tiên không mấy vui vẻ gì với nó. Bởi vì khi mà mình đi quay cái sản phẩm là cái chiếc Nikon Planer 135, thì mình đã có quay cái video clip đó, thì mình bật Active Track đó lên, nó luôn luôn nó lấy nét vào khuôn mặt của mình, và chỉ khi mình nhích một xíu giống như thế này nè, thì nó đã di chuyển cái góc máy theo cái khuôn mặt của mình rồi. Từ đó khi mà mình về mình đổ cái video ra thì mình cảm thấy nó hơi bị kỳ kỳ, và khi mình đăng lên video thì nhiều anh em, ngay cả Hiếu Bò Kho các thứ cũng comment sao bật cái tính năng Active Track xem nhìn khó chịu quá. Cho nên từ đó với kinh nghiệm cá nhân của mình thì anh em quay một cái góc giống như mình đang quay cho anh em coi nè, đứng yên một chỗ thì dù mình có lắc qua lắc lại như thế nào thì nó cũng không di chuyển, bởi vì mình không có bật Active Track ha. Cho nên anh em lưu ý cái điều đó, nó sẽ rất là nhạy, nhưng mà trong những cái tình huống nhất định, ví dụ anh em đi du lịch, anh em đi quay phim, anh em dựng một chỗ, anh em làm food vlogger, thì anh em có thể bật cái tính năng Active Track đó lên để khi em có quay đầu hay như thế nào thì máy này nó sẽ bắt được khuôn mặt của anh em. Nhưng mà nếu anh em muốn đóng khung cái khung hình nó giống như mình đang làm đây thì anh em nên tắt cái tính năng đó đi. Cái vấn đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ với anh em đó là kích thước của nó. Dù nó nhỏ thì đương nhiên nhỏ sẽ có rất là nhiều thuận lợi, anh em có thể bỏ vào túi quần, anh em có thể bỏ vào ba lô mang đi du lịch rất là dễ dàng. Nhưng mà đồng thời khi mà anh em cầm quay ở cái tư thế như này, anh em có thể thấy ha, hai cái ngón tay của mình giữ nó không có chắc, và khi mình xoay ngang ra như thế này thì cái ngón tay của mình nó mình cầm vô nó cũng không có sự thoải mái nhất định. Cho nên là khi mình sử dụng nó thì mình sẽ luôn luôn cắm cái handle này vào. Cái này là battery handle, có một cái dạng handle nhỏ nhỏ hơn nữa, nó ngắn như thế này. Thì khi anh em gắn cái handle này vào, cầm nó sẽ thuận tay hơn rất là nhiều. Mình thao tác những cái joystick, những cái nút bấm và mình xoay qua xoay lại cái màn hình nó rất là dễ dàng. Cho nên em lưu ý, anh em mua bản combo thì nó sẽ tặng cho anh em những cái handle battery như thế này. Cái này sẽ có luôn một cái viên pin ở trong, sử dụng thêm rất là lâu, rất là nhiều thời gian. Cái vấn đề thứ ba mà mình muốn nói với anh em về cái chiếc Osmo Pocket 3 là cái khả năng lấy nét của nó. Đồng ý là cái khoảng cách lấy nét gần khoảng độ 20cm là một khoảng cách hợp lý, từ 20cm cho tới vô cực ha. Nhưng mà đối với những anh em nào mà trước đây quay vlog hay là quay travel, quay du lịch bằng iPhone, thì anh em có thể biết là chúng ta có thể lấy nét rất là gần, đâu đó tầm từ 5 cho tới 10cm, hay thậm chí là cái iPhone 15 Pro Max này, iPhone 15 Pro series năm nay thì có khả năng lấy nét lúc mà quay gần tới 4 cho tới 5cm được. Và từ đó anh em có thể quay được chi tiết những cái thứ mà anh em muốn quay nó kỹ lưỡng hơn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tại vì đối tượng sử dụng thì chúng ta thường xuyên làm cái dạng food vlogger, làm vlogger về du lịch hay là chia sẻ video daily hàng ngày về bản thân. Cho nên là cái chuyện thường xuyên quay cái mặt của chúng ta và ở cái khoảng cách 20cm, mình nghĩ đó là một cái điều khá là hợp lý. Và khi mà chúng ta quay cái cảnh, quay đồ tùm lum này nọ xung quanh cái con người, xung quanh cái nơi mà chúng ta đi đến á, thì khoảng cách 20cm cho tới vô cực là một khoảng cách rất là hợp lý đó ha. Nhưng mà bản thân mình thì mình vẫn mong muốn là DJI trang bị cho cái chiếc Pocket 3 những cái phụ kiện để chúng ta có thể mở rộng thêm cái góc nhìn ha. Ví dụ đây là một cái chiếc lens 0.75x, tức là khi anh em lắp cái chiếc lens này vào, cái chiếc wide angle lens này vào cái ống kính của cái chiếc Pocket 3 này, thì anh em có thể mở rộng nó từ 20 thành 15. Để mà lắp thử cho anh em coi, 15.
Đó, thì mình sẽ để luôn cái góc 15 và mình sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em. Mình mong muốn nó ngoài cái góc wide angle lens này thì có thể trang bị thêm một cái lens chúng ta có thể quay được cận macro, hoặc là trang bị một cái tele converter chúng ta có thể nhân nó lên thành 2x. Bây giờ anh em có thể quay 2x trực tiếp ngay từ cái lens luôn mà không cần phải zoom digital như là cái chiếc Pocket 3 này. Mình vẫn đang làm mỗi ngày bằng cách zoom cận cảnh sản phẩm, bằng cách zoom số 2x thôi, và mình không hề thích cái điều đó một tí xíu nào. Cái vấn đề thứ tư mà mình muốn nói với anh em là cái vấn đề không đồng trục của cái chiếc Osmo Pocket 3 này. Tại vì ngay từ cái lúc đầu mà mình cầm cái sản phẩm lên là mình đã thấy nó hơi kỳ, nhưng mà mình sử dụng nó bằng cái tính năng spin shot ngay ở trên cái chiếc Pocket 3 này luôn, và mình thấy là nó không giữ cái chủ thể ngay ở giữa cái trọng tâm. Khi mà mình quay á, xoay tròn 180 độ, 90 độ thì cái chủ thể của mình nó luôn luôn bị lệch tâm. Cho nên là mình mới để ý là cái trục của cái gimbal này nằm ở vị trí này, nhưng mà cái trục của camera nó lại nằm xích qua bên này một tí xíu. Tức là hai cái này, một cái nằm ở đây và một cái nó nằm ở đây, nó không đồng tâm với nhau. Đó, cho nên đây cũng là một cái vấn đề mà mình mong muốn là DJI cải thiện. Cái điểm thứ năm mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là về cái chiếc mic này. Đây là DJI Mic 2, và mình cảm thấy đây là một trong những cái chiếc mic bán kèm tuyệt vời nhất từng được sử dụng. Bởi vì anh em nhấn cái nút nguồn chỉ cần chưa mất đâu đó 2 giây thôi là anh em đã có thể kết nối thẳng với chiếc Pocket 3 này, và chúng ta đã có thể bắt đầu sử dụng vào ngay công việc đó luôn. Và cái thiết kế cũng rất là đẹp ha. Anh em có thêm một cái lọc gió ở đây nữa. Và đây là cái tiếng mà mình đang thu với điều kiện ở trong nhà không có gió. Mình đang chạy ở ngoài đường và bây giờ anh em có thể nghe được cái tiếng của mình thông qua cái mic mình đang gắn ở phần cổ như thế này. Rồi, đây là một trong những cái đoạn khá dài, khá vắng và không có đèn đỏ. Mình sẽ chạy ở cái mức là 60 km/h là cái mức cho phép của cái đoạn đường này, để xem thử là cái khả năng lọc tiếng của chiếc Mic 2 nó tốt như thế nào. Môi trường gió khá là nhiều. Pocket 3 thì nó vẫn nhận diện chủ thể rất là tốt, các tracking chủ thể rất là tốt ha. Ok, mình nghĩ như vậy là đủ cho một cái chuyến đi ở ngoài đường rồi. Và anh em đã thấy được là cái chiếc Pocket 3 này nó chống rung tốt như thế nào, cũng như là chiếc Mic 2 này nó bắt được cái tiếng của mình. Mặc dù mình đang đội một cái chiếc mũ full face rất là lớn, và mình còn kèm theo một cái khăn bên trong nữa, nhưng mà cái tiếng của nó nghe lại vẫn rất là rõ ha. Mình đang ở phố đi bộ về đêm ha, và không biết là anh em có nghe được thấy cái tiếng ồn ào xung quanh và nghe cái tiếng của mình nói có rõ hay không. Đây là một trong những môi trường ồn ào nhất về đêm mình có thể kiếm được ở Sài Gòn, và đồng thời là anh em cũng có thể nghe được cái chất lượng âm thanh của nó rất là ồn ào luôn. Tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là khả năng sạc nhanh của chiếc Pocket 3 này. Thực lòng mà nói, mình chưa bao giờ mình gặp cái tình trạng hết pin với chiếc Pocket 3 này, bởi vì mình luôn luôn mình sử dụng kèm theo cái battery handle này. Khi mà mình sử dụng nó mà máy nó báo là xuống với tình trạng dưới 30% pin thì mình sẽ rút nó ra và mình cắm sạc ngay. Và DJI nói rằng chiếc máy này nó có khả năng sạc nhanh từ 0 cho tới 80% chỉ trong vòng 16 phút, và từ 80% cho tới 100% thêm 16 phút nữa, tức là tổng cộng chúng ta sạc từ 0 cho tới 100% là 32 phút. Nó rất là nhanh đúng không? Nhưng mà mình chưa thực sự mình trải nghiệm cái độ nhanh của nó. Cái máy này nó rơi vào đâu đó 10% là mình đã đem nó đi cắm sạc, và mình sẽ tốn 10 phút để cho nó lên đâu đó khoảng độ 82%. Và như vậy thì nó sẽ rất thuận lợi cho anh em khi mà anh em quay video, quay phim từ một cái bối cảnh này. Anh em chỉ việc leo lên xe, ngồi cắm cái pin sạc dự phòng vô và di chuyển tới một cái bối cảnh tiếp theo, địa điểm tiếp theo, và chúng ta tiếp tục quay. Đó là một trong những cái điều tiện lợi cho người dùng. Ngoài ra nó có một vài tính năng khá là hay, ví dụ như bây giờ là lấy nét single ha, mình đang ngồi ở đây và tí hồi thông sẽ quay cho mình cái kiểu lấy nét single đó. Anh em có thể quay dạng blur background ở đằng sau xong từ từ lại nét lại gần chủ thể của mình. Một cái dạng quay khá là hay, một cái tip để anh em làm những cái video dạng cinematic khi mà đi du lịch. Có một cái tính năng product showcase khi mà anh em chọn nó, thì bây giờ ví dụ nó đang lấy nét vào cái khuôn mặt của mình đúng không? Nhưng mà khi mình dơ cái sản phẩm này lên thì nó sẽ tự động, nó auto lấy nét vào cái sản phẩm đó. Đó, anh em có thể thấy không? Bỏ ra thì nó lại lấy nét khuôn mặt của mình lại. Ra xa một chút nha, đây vẫn lấy nét khuôn mặt của mình. Dơ lại vào gần thì nó sẽ lấy nét vào cái sản phẩm. Đó. Thì cái tính năng này nó sẽ cực kỳ tuyệt vời nếu như anh chị em làm cái công việc bán hàng, livestream trên các nền tảng TikTok hay Reel hay là cái gì đó để có thể bán sản phẩm, thì mỗi lần đưa cái sản phẩm lên thì nó sẽ tự động lấy nét vào cái sản phẩm. DJI họ đã làm cái tính năng này từ khá là lâu rồi. Và khi mà chúng ta livestream ngay trên chính cái chiếc Pocket 3 này á, thì cái câu chuyện product showcase này nó sẽ hỗ trợ cho cái công việc bán hàng của chúng ta nó rất là nhiều. Cái điều mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là mình ước gì DJI làm cho cái chiếc
Osmo Pocket 3 này nó có khả năng quay camera dọc lại. Mình đang tự hỏi là tại sao DJI không làm cho cái chiếc máy này nó có cái camera quay dọc như vậy để chúng ta tận dụng hết cái khả năng quay 4K của nó. Anh em biết là ở trên RAW nó thì chỉ có cái Mini 3 Pro và tới đời sau này là Mini 4 Pro là một trong những cái chiếc máy dành cho dạng dọc. Rất nhiều anh em làm YouTube Short, làm TikTok, làm Reel mua những cái chiếc RAW có khả năng quay dọc về chỉ để quay những cái video dạng dọc. Nhưng mà ở trên một cái chiếc máy cầm tay như thế này, trong thời đại mà video dạng dọc lên ngôi, thì DJI lại không trang bị cho nó một cái tính năng xoay camera dọc. Đương nhiên là anh em vẫn có thể quay camera dọc được, với crop cái khung hình lại thì đâu đó chúng ta sẽ còn khoảng là 3K. Thực sự 3K là một con số rất là nhiều để đăng lên các nền tảng mạng xã hội hiện nay hay là chia sẻ video đó với bạn bè. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình vẫn luôn luôn mong muốn một cái gì đó chất lượng cao nhất, 4K để chia sẻ với tất cả mọi người, chia sẻ lên mạng xã hội cho video của mình nó nét hơn, nó rõ hơn. Cái ưu điểm thứ ba mà mình muốn nói với anh em là năm nay DJI đã nâng cấp cho cái chiếc Osmo Pocket 3 này lên cái kích thước cảm biến 1 inch ha. Thật lòng mà nói thì cái kích thước cảm biến 1 inch nó đang dần dần ngày càng phổ biến rất là nhiều trong cái thế giới những cái chiếc camera mà dạng travel giống như thế này. Sony cũng có, họ có cái chiếc ZV-1 Mark II hoặc là ZV-1F, nhưng mà những cái chiếc máy đó so về độ nhỏ gọn, so về độ tiện dụng thì nó sẽ không bằng cái chiếc Pocket 3 này được. Bên cạnh đó thì đương nhiên là sở hữu một cái chiếc cầm tay dạng vlog camera giống như thế này thì nó sẽ coi lại cái chất lượng đâu đó quay á, nó tốt hơn những cái sản phẩm mà anh em sử dụng điện thoại ngoài kia, hay thậm chí là so sánh với cả iPhone đi. Khi mà chúng ta sử dụng nó thì mình cảm thấy nó thuận tiện hơn, bởi vì ngay từ cái cầm trên tay nó đã có được một cái gimbal rồi. Mình sẽ chia sẻ với anh em kỹ hơn trong cái phần so sánh với iPhone. Nhưng mà trước mắt á, thì cảm biến 1 inch nó sẽ cho anh em thu sáng được nhiều hơn, quay đêm tốt hơn và cho lại cái chất lượng hình ảnh. Ví dụ như anh em muốn cần xóa phông thì 1 inch với lại cái lens góc rộng này đâu đó nó sẽ cho lại cái chất lượng xóa phông khá là tốt hơn so với những chiếc cảm biến mà nó có kích thước nhỏ hơn. Nói thêm một chút về những cái tính năng D-Lock 10 bit màu 4K 60p hay là 4K 120p ha, thì những tính năng này thực sự là nó không quá là mới. Mình đã chia sẻ ở trong những cái bài mà nói về những cái sản phẩm khác của DJI trong năm nay, ví dụ như là Osmo Action 4 hay là cái chiếc Mini 4 Pro. Thì cái câu chuyện đó anh em cũng đã hiểu là DJI đang dần họ đồng bộ hóa cái D-Lock 10 bit màu, hoặc là họ đồng bộ hóa cái chuẩn 4K 120p ở trên những cái sản phẩm của họ. Ví dụ anh em quay cái này, anh em làm vlog về du lịch đi ha, anh em sử dụng cái này quay những cảnh quay dưới đất, xong sau đó anh em có thể sử dụng cái chiếc Mini 4 Pro hay là cái chiếc Action để anh em quay những cái cảnh hành động, anh em quay những cái cảnh từ trên cao xuống, thì sau đó khi mà anh em về nhà, anh em ngồi dựng cái video lên thì tất cả mọi thứ nó sẽ được đồng bộ với nhau. Anh em dựng một loop màu duy nhất, dựng một cái flow duy nhất thôi, và từ đó sẽ cho ra chất lượng của toàn bộ cái video nó rất là đồng đều với nhau. Cái lợi ích cuối cùng mà mình muốn chia sẻ thêm với anh em đó chính là khi mà anh em mua cái bản combo, DJI họ luôn luôn họ cho những phụ kiện đầy đủ và hữu ích. Đối với mình thì DJI là một trong những nhà sản xuất cung cấp cho anh em cái bản combo tuyệt vời nhất, không có một hãng nào có thể làm tốt hơn DJI. Họ cho anh em một cái case này để anh em gắn cái chiếc Osmo Pocket 3 này để bảo vệ nó khi mà chúng ta không sử dụng ha. Bên trong này họ làm rất là thông minh luôn, họ làm một cái phần nam châm để khi anh em bỏ vô, anh em đó nghe cái kịch không, anh em bỏ vô anh em hít cái phần wide angle lens này của nó và chúng ta sẽ không bao giờ sợ mất cái phần wide angle lens này. Chúng ta sẽ có một cái sợi dây C2C nè, một cái túi đựng chống nước đó, nó có cái phần zip ở đây và chỉ một cái túi nhỏ thôi, anh em có thể bỏ bất cứ vào đâu, vào ba lô, vào túi sách để chúng ta đi du lịch, nó rất là tiện lợi, nó rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có thêm một cái battery handle giống như thế này to và một cái handle nhỏ không có battery. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái mini tripod, nó rất là nhỏ luôn. Một cái bộ phụ kiện combo nó rất là đầy đủ, và khi mà mình trải nghiệm từ cái Mini 3 Pro, cái drone ha, cho tới Mini 4 Pro hay sau này là Action 4 hay là những cái chiếc máy lớn hơn, ví dụ như là DJI Air 3, toàn bộ những cái bản đó mình đều trải nghiệm bản combo, và nếu mình có mua thì mình sẽ luôn luôn mua bản combo, nó rất là hữu ích cho người dùng.
sẽ có hai câu hỏi quan trọng mình thấy khá nhiều anh em đặt ra về cái chiếc Osmo Pocket 3 này, là so sánh giữa nó và cái chiếc điện thoại của anh em, mà cụ thể ở đây là iPhone hay là Samsung Galaxy S23 Ultra ha, thì cái nào thuận tiện hơn cho cái công việc quay. Với mình thì mình sẽ chọn cả hai, bởi vì khi mà mình đi du lịch hay là mình đi làm content này nọ thì mình sẽ luôn luôn mình cầm chiếc iPhone của mình hoặc là cái chiếc điện thoại của mình để mình tra cứu thông tin về cái món ăn mình làm, mình tra cứu thông tin về cái địa điểm mà mình cần đi tới, mình dùng nó để làm Google Maps dẫn đường, mình dùng GPS, mình dùng 4G, rất là nhiều thứ mình làm với nó. Trong khi đó cái nhiệm vụ chính của cái con Osmo Pocket 3 này nó chỉ là quay phim mà thôi, quay lại tất cả những gì mình cần quay, mình sẽ không bị làm phiền bởi thông báo, mình sẽ không bị làm phiền bởi bất cứ những cái thứ gì. Bên cạnh đó thì nó có sẵn gimbal, và nếu như anh em muốn quay mà chống rung trên iPhone á, anh em phải bắt buộc phải có gimbal với iPhone, mặc dù là về cơ bản iPhone hay là Samsung Galaxy S23 Ultra nó là chống rung rất là tốt rồi, nhưng mà nó không thể nào quay cầm tay ngon hơn con này được. Nhưng mà về mặt cơ bản chống rung con này nó vẫn ngon hơn rất là nhiều. iPhone nó vẫn có cái lợi thế của nó ha, tức là anh em quay trên iPhone xong sau đó là anh em có thể dựng được tất cả mọi thứ trên iPhone luôn. Còn với cái chiếc Pocket 3 này mà anh em muốn dựng phim hay là muốn làm gì với nó thì anh em vẫn phải chuyển file qua máy tính hoặc là chuyển file qua iPhone và chúng ta dựng ở trên iPhone, thì tùy nhu cầu mỗi người thôi. Nhưng mà thực sự quay nhiều á thì họ vẫn cần một chiếc máy rời giống như là Pocket 3. Quay qua tới câu hỏi thứ hai, đó chính là đối tượng người mua cái chiếc Pocket 3 này là ai. Với mình thì là những người đi du lịch, những người mà làm content creator, những người sáng tạo nội dung trên tất cả các nền tảng luôn ha, YouTube, Facebook, Reel, TikTok, Short, tất cả mọi thứ, thì mọi người nên có một cái chiếc máy như Pocket 3. Đối với những người làm chuyên nghiệp thì mình không nói ha, những cái chiếc máy lớn, mình chỉ nói những bạn mà làm theo dạng kiểu mì ăn liền, muốn rút ra là quay luôn á. Tóm lại ha, thì Osmo Pocket 3 với mình là một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời. Nó cực kỳ xứng đáng với mức giá 16 triệu cho phiên bản combo. Và nếu anh em nào mà đang cần quay video thì hãy nghĩ ngay tới con máy này. Nó đương nhiên sẽ không hoàn hảo, và rất là nhiều cái thứ mà mình đã liệt kê ra, mình đã có những trải nghiệm tốt, không tốt với nó, mình đã nói ở đầu video rồi. Anh em cân nhắc để tìm mua cho mình một sản phẩm phù hợp. Bởi vì nếu anh em thấy iPhone phù hợp hơn thì vẫn cứ dùng iPhone mà quay thôi. Còn nếu anh em nào thực sự làm video rất là nhiều thì hãy nghĩ ngay tới cái sản phẩm này. Một lần nữa cảm ơn VisiShop đã cho Tinh Tế mượn cái sản phẩm này để làm bài chia tay, chia sẻ trải nghiệm với anh em. Cái video này nó sẽ rất là dài đó, mình nghĩ là khi dựng lên thì nó đã rất là dài. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Nên nhớ là cái video này vẫn đang được quay bằng Osmo Pocket 3 nha.